Rồi cười cái gì mà cười, vui lắm mà cười. Không biết cậu ấm có sống nổi ở cái nhà nghèo kiết xác này không. Cái gì? Này, ý mới bảo đời lúc lên lúc xuống à, số phận đã run rủi như thế, tao cũng có lúc sẽ được làm cậu ấm. Tao thì làm cậu ấm chứ sao. Cậu thì phải được cưới anh. Cõng cậu, cúi thấp cái người xuống. Đi. Mới sáng ngày ra không để cho cậu ngủ à? Choát, choát đâu? Mang nước cho cậu rửa mặt, sắp cơm cho cậu, cậu đói. Cái gì này? Tôi đang ở đâu thế này? Thế là không phải mình đang mơ rồi. Này, ông kia, ông nhanh mang nước lên ta rửa mặt. Con cái hỗn, dám sai bố mẹ vợ lấy nước hả? Này, ai là con ông? Ông thích chết à? Ông nên nhớ, ta là con quan nhá. Quan nào? À, về thử xem quan có tống cổ đi không? À? Này, ông không phải thách. Tôi nhất định tôi sẽ về. Mới ngày hôm qua đây thôi, tôi còn có bao nhiêu kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót. Tôi nói cho ông biết nhá, nhà tôi ấy, dầu nứt đổ đổ vách ra. Nứt đổ đổ vách à? Còn nhà này thì chỉ có thiếu sập ấy, nhá, chứ không phải là nứt đổ đổ vách đâu. Nhá, không làm thì có lấy cái gì mà đổ vào mồm hả? Có bán cám ấy nhá. Nhanh ra đồng làm việc, không nói nhiều. Lười nó quen đi, nhanh đi. Cái gì? Tôi mà phải làm việc á còn lâu nhá. Đói quá, bụng lại réo lên rồi. Biết nhà có gì ăn không à? Mỗi củ khoai thế này, mỗi củ khoai như thế này ăn làm sao no được. Nhưng mà thôi, đành ăn rồi. Kìa cậu Hớn, cậu làm sao đấy? Cậu Hớn, nước. Ôi. Uống đi. À.
tao rồi. Mày ghét cái mặt. Mày quá có thắm. Lại ăn khoai sống chứ gì. Nhưng mà đói lắm. Cậu chờ đấy, tôi nấu cơm cho. Thắm đi nấu cơm nhá. Đau bụng quá. Ôi, chết mất. Ai ơi. Choát ơi, cứu cậu với, cậu đau. Này, hai ông bà kia, nghĩ cách giúp ta đi chứ. Cái gì đấy? Hả? Thân làm phải lên đây phải chịu. Ở cái nhà này có thân vận động nhá. Cái gì? Này, ông dám nói với cậu ấm con quan như thế à? Đau. Cậu với ai đấy hả? Cái roi sáng nay vẫn chưa chừa vào. Còn đe dọa cậu nữa. Trời ơi, cậu đau quá. Ông à, hay là buổi sáng chắc là uống nước giếng cho nên mới bị đau bụng như thế đấy. Để tôi ra lấy lá ổi non cho nó uống. Ơ, cậu ơi. Thắm mà ta đau quá. Cậu nhai thử lá này xem. Sao lại chát như thế này? Chát cũng phải nuốt vào. Ơi, tắm định hại ta. Ôi, đau quá. Cậu thấy thế nào? Đỡ đau chưa? Này, đỡ đau rồi đấy. Đúng là cậu ấm, cái gì cũng không biết. Thám. Dạ. Ra ngoài trông nồi rau đi. Dạ, vâng ạ. Mà nhà có nước ấm ở trong siêu, sao cậu không uống? Uống nước giếng làm gì cho đau bụng ra? Thế thì lấy nước cho tao uống đi. Ta nói rồi hộn. Cứ sai vặt tao quen đi. Tự đi mà lấy. Thôi bạn, đi làm đi, ra đồng nào. Lấy nước cho tao uống. Cái roi đâu rồi? Nhà này chẳng ai thèm nghe ta cả. Ôi dồi, như thế này thì khác gì là đi đây. Rồi, lúc nào cơm chín thì gọi ta. Bây giờ ta vẫn buồn ngủ. Đi ngủ này. Vợ chồng nhà ông bà này kỳ bo thật đấy. Ăn hết sạch đồ rồi, chả để cho mình cái gì ăn cả. Bụng lại còn đang đói nữa chứ. Đúng rồi, gà. Còn mấy quả trứng gà. Trứng gà đây rồi. Tôi có nhìn trộm đâu. Tôi đói quá, tôi đang đi tìm trứng gà để ăn. Có thích cái không? Tôi cho họ ba nước nữa bây giờ đấy. Thôi không cái nữa. Nhưng mà người ta bảo Thắm nhá, bây giờ là vợ của người ta rồi, thì người ta nhìn Thắm tắm cũng được chứ làm sao. Ơ kìa, ai bảo anh tôi là vợ của anh, tôi đã đồng ý đâu. Đi đi, tôi muốn một gáo nước nữa thật đấy. Thì tôi đi, không thèm chơi với Thắm nữa. Bánh ơi! Bánh ơi! Ai? Bánh nếp, bánh tẻ nào? Bánh! Cậu mua bánh hả? Bánh đây, cậu ăn cái nào? Bánh to thì hai hào, bánh nhỏ thì một hào. Không cần biết to nhỏ đâu. Đây tôi ăn. Ôi dồi ôi,
Cậu ăn từ từ, kẻo nghẹn nhá. Lâu lắm rồi tôi ăn cái bánh ngon như thế này ấy. Bánh của tôi ăn, ai mà chả khen ngon. Cậu ăn cái nữa nhá. Ăn rồi, tôi hả? Cậu, cậu, giả tiền cho tôi đi bán chỗ khác. Tiền á? Tôi không có tiền đâu. Cậu cứ đùa tôi thế nào chứ. Ăn bánh thì phải trả tiền chứ cậu. Tôi đã bảo rồi, tôi không có tiền đâu, tôi vào đây. Này, tôi nói cho cậu biết nhá. Ăn bánh mà không trả tiền là không xong với bà đâu nhá. Trả tiền đi. Tôi đã bảo rồi, tôi không có tiền. Tôi đi về đây. Này, ôi trời ơi, trả tiền đây. Ôi, đứng lại. Ôi, mày từng từng mà không tin được mày nhá. Đứng lại nhá. Nhá. Ôi, đứng lại không? Mà bắt được mày rồi nhá. Nhá. Mày đừng tưởng bà không bắt được mày. Đã ngồi ở đây rồi còn bắt cái gì nữa. Thế bây giờ mày có trả cho bà tiền không? Hả? Làm gì có tiền mà trả. Không có tiền mà cũng đòi ăn bánh à? Hả? Cái đồ quỵt nợ. Ôi giời ơi, bà nóng hết cả người lên rồi đây này. Mày quạt cho bà đi. Quạt cho bà đi rồi bà trừ nợ cho. Quạt là được trừ nợ à? Ừ. Quạt mạnh lên. Trai trẻ gì mà quạt yếu xìu thế hả? Béo như con trâu thế này mà quạt chả mát gì cả. Này, tôi nói cho bà biết nhá. Tôi ấy là con quan. Con quan mà phải đi quạt cho cái ngữ bà à? Ôi dồi ôi, con quan đây á? Con quan mà đi ăn quỵt á? Này, bà một vừa hai phải thôi nhá. Tôi đã bảo là tôi không có tiền rồi mà. Bà nói cho mày biết nhá. Mày không có tiền mà mày đòi ăn bánh à? Thế muốn ăn bánh thì mày biết phải làm thế nào không? Hả? Muốn ăn bánh thì phải có tiền. Mà muốn có tiền thì phải làm gì có biết không? Thì phải đi làm nhá. Không đi làm thì lấy đâu ra tiền mà đòi ăn bánh. Mày nhớ chưa? Hả? Cái đồ hãm, cái đồ quan mặt lợn nhá. Con quan mà thế à? Lần sau mày trừ cái mặt bà ra nhá. Cái đồ hãm nhá. Bà xúc phạm tôi nhiều quá rồi đấy nhá. Bà nhớ lấy mặt tôi. Chẳng lẽ muốn có tiền, muốn có ăn là phải đi làm thật à? Hay là mình thử đi làm xem thế nào nhỉ? Chưa thấy ai mà làm cha như ông đâu. Đến con mình dứt ruột đẻ ra mà còn bắt nó đi đầy. Thôi, bây giờ con đang như thế nào à cậu ấm của mẹ ơi. Khổ quá. Bà thì lo được cái gì? Chỉ mỗi cái việc là chiều chuộng nó quá thôi. Bà chỉ có mà lo bò trắng răng ấy. Nó lớn rồi, nó chết làm sao được. Nói như ông đấy mà nghe được à hả? Nó có lớn nhưng mà nó không có khôn. Nó không chết nhưng mà tôi chết đây này, ông hiểu chưa? Trời ơi, khổ con tự ghê cái gì này. Sao cái bọn này lâu về thế không biết. Ôi giời. Con chào bà. Vào đây, vào đây. Vào đây, vào đây bà bảo. Vào đây, vào đây. Đứng vào đây, đứng vào đây. Có thấy cậu không? Dạ vẫn chưa thấy ạ. Thế chúng mày đi đâu từ sáng đến giờ hả? Thưa bà, chúng con đi tìm cậu ạ. Bé bé cái mồm thôi. Ông mà nghe thấy là chết cả lũ bây giờ đấy. Thế cậu đâu? Dạ chúng con sang tận nhà ông bà Hiền nhưng không thấy ai ạ. Hình như họ ra đồng hết rồi ạ. Mà con cũng chẳng thấy cậu ấm đâu. Có khi nào cậu đã biết ra đồng quốc đất không hả bà? Chúng mày điên à? Hả? Cậu mà lại phải ra đồng quốc đất à? Hả? Có đứng đứng mặt ra đấy nữa. Bây giờ chúng mày ra cánh đồng xem có cậu không. Nếu thấy cậu thì bảo là bà rất nhớ cậu. Hiểu chưa? Dạ vâng. Đi đi. Chúng con đi ngay ạ. Ôi giời ơi.
Hớn đấy à? Cậu Hớn cũng biết đường ra ruộng à? Sao tôi không biết ra? Nào nào Thắm ơi, tôi hỏi này, có đúng là phải làm thì mới có ăn không hả Thắm? Muốn ăn thì phải lăn ra làm. Thế thì tôi làm. Nhưng mà cậu Hớn có biết cách làm thế nào không đấy? Cuốc đất với cả trồng rau thôi mà, dễ ợt. Thế thì cậu ra giúp thầy mẹ tôi đi. Tôi đi đây. Này. Hả? Cậu đi đâu đấy? Tôi đi xuống ruộng rau. Thầy mẹ tôi ở đằng kia cơ mà, chỗ kia kìa. Đúng rồi. Này cậu kia, mù à? Mà dẫn vào ruộng rau nhà ta như thế. Này, bà nên biết rằng nhá, ta là cậu Ấm con quan. Thế mà bà dám nói ta bị mù à? Hả? Có bà bị mù thì có ấy. Cậu Ấm con quan à? Có mà cậu rơi. Bà dám nói máy tôi à? Dẫm rau này, dẫm rau này, dẫm rau này. Ngày thì dẫm rau này, ngày thì dẫm rau này. Thôi chị ơi, tôi xin chị đừng đánh nó. Thôi, chị ơi, thôi tôi xin chị đừng đánh nó. Nào, xin lỗi bà này. Tôi là cậu Ấm con quan, mà lại phải đi xin lỗi cái bà này á. Thằng đấy bị dở à, ngộ à. Này, bà dám bảo là cậu Ấm con quan dở nhá. Thôi mà nhà bà dở thì có ấy. Thôi, tôi xin chị tha cho cháu ạ. Tôi xin chị. Thôi. Nào, xin lỗi bà đi. Không xin lỗi đâu. Thôi, bà hết sức thông cảm. Đúng là con dại cái mang. Tôi xin thay mặt gia đình thành thật xin lỗi bà nhé. Cháu nó còn bé cho nên thôi xin lỗi bà. Này con quan, tôi nể nhà ông lắm đấy. Này, nghe mẹ dặn đây này. Lần sau ấy, đi phải đi thẳng lối này nghe chưa? Cho nên người ta mới không mắng mình. Tôi biết rồi. Biết rồi mà nhìn thấy rau đây còn dặm lên, biết rồi. Sao tôi khổ thế này? Thắm ơi, tôi đi làm đồng về rồi, Thắm lấy quần áo cho tôi thay. Bẩn hết cả người rồi đây này Thắm ơi. Cậu đi tắm đi, rồi lấy bộ này mà thay này. Đây là quần áo rách, tôi không mặc quần áo rách đâu Thắm ơi. Nhà mình nghèo, có quần áo thế này mà mặc là tốt rồi. Thôi, cậu chịu khó. Nhưng mà từ trước đến giờ tôi chỉ quen mặc quần áo lụa thôi. Như bộ này này, lụa đấy, đẹp không Thắm? Nhưng mà loại này đắt. Đắt á? Tôi nói cho Thắm biết nha. Ngày trước ấy, ở nhà tôi nhá, ở trong tủ có mấy chục bộ quần áo lụa cơ. Đây này, như kiểu bộ này này. Nhà tôi chỉ có thế này thôi, có mặc thì mặc. Thắm. Thắm ơi, thôi được rồi, tôi đồng ý thay bộ quần áo này. Thế nhưng mà Thắm giặt hộ tôi nhá. Đi mà, Thắm giặt cho tôi đi. Cái gì? Phải tự giặt đi. Sống ở nhà này là phải tự lập. Thắm, xuống bếp nấu cơm đi con. Nhưng mà tôi là con quan, tôi có phải giặt quần áo bao giờ đâu. Con quan thì ở đây cũng không sai bảo được ai đâu nhá. Tự giặt đi, nếu không thì mai cứ mặc quần áo bẩn. Được rồi, đã thế nhá, tự giặt. Giặt quần áo này xong nhá, mai lại mặc. Này, nhắc lên, dậm giờ gì đó mới lông chân. Cái thằng cầm này, nói nhỏ thôi, có gì ra ngoài này nói. Nhanh, thằng cầm này. Cái gì? Này, ý mày bảo là
quần áo của cậu chủ sẽ để tao mặc, đúng không? Mặc luôn. Tao làm cậu chủ nữa. Mặc luôn. Cái cũng theo như mày, mất hết quần áo đẹp rồi, ngày mai cậu chủ sẽ ăn mặc thế nào nhỉ? Cậu chủ sẽ tính sao nhỉ? Thế là cái gì biết thôi. Không mặc quần áo này đâu, mặc quần áo lụa của cậu cơ. Quần áo gì mà rách này, còn chật như thế này nữa chứ. Mẹ ơi, mẹ. Cái gì? Bộ quần áo lụa của cậu đâu? Ôi giời, ai mà biết được. Không biết à, thế bộ quần áo lụa hôm qua vừa vơi ở đây mất đâu rồi à? Khổ quá, có bộ quần áo lụa quý như thế thì không biết mà giữ. Mồm nó cứ hoang, chắc người ta nghe thấy đêm qua người ta rút mất rồi. Rút rồi ạ. Không có quần áo lụa, con không mặc đâu. Nào, còn mỗi bộ ấy, cứ lê lăn ra bẩn đi, rồi khỏi phải mặc. Con nào đứng lên con, đứng lên. Không đứng có quần áo lụa tôi không đứng. Đứng. Không. Ôi trời ơi, đi kệ mày. Tắm về nhà lấy quần áo cho tôi cơ. Tắm. Ăn xong cả nhà mình cùng ra đồng luôn nhá. Con tưởng là hôm qua làm việc cả ngày ở ngoài đồng rồi thì hôm nay không phải làm nữa hả? Thì phải có làm thì mới có ăn chứ. Làm thì mới có ăn, mà suốt ngày ăn cơm với cả rau như thế này thì làm cái gì ạ? Nếu mà không làm đấy, ngày mai cháu còn không có mà ăn, chứ không nói gì cơm nhá. Cãi đi. Thôi đi ra đồng làm việc. Con thắng dọn đi nha, cửa ra ngoài đâu. Làm thì làm, sợ gì? Cậu Hớn mau lên. Thắm ơi, thắm đi từ từ thôi, tôi mệt quá. Cậu đi cẩn thận, không rơi rau là dập hết đấy. Được rồi, tôi không làm rơi đâu. Nhìn cậu Hớn hôm nay trông cũng có dáng con nhà nông dân phết rồi. Thắm ơi, từ từ, nghỉ tí đã, tôi mệt quá. Mà cậu Hớn này. Hả? Em hỏi cậu một câu, nhưng mà cậu phải trả lời nhá. Thì thắm cứ hỏi đi, đúng thì tôi gật, không đúng thì tôi lắc đầu. Thế cậu Hớn thích làm con nhà quan hơn hay là con nhà nông dân hơn? Thắm hỏi buồn cười bỏ sừ ấy. Con nhà quan ai chả thích làm. Ô cậu Thắm ơi, dậy ơi. Có phải Thắm xinh đẹp nhất làng mình không nhỉ? Đúng là Thắm, chứ còn ai nữa. Ôi, hôm nay chúng ta đã gặp Viên Lữ giáng trần. Đúng rồi. Thắm ơi, ta đã thầm thương trộm nhớ em từ rất lâu rồi. Cho ta làm mất em một cái. Ta này, chỉ hai cậu. Nắm tay thôi. Có chết cũng không ăn hận. Này hai cậu, giữa ban ngày ban mặt như thế này, hai cậu đừng có làm như thế. Thầy ô tôi mà nhìn thấy thì hai cậu no đòn đấy. Nó sao được. Toàn là con quan cả. Thắm ơi. Ôi. Này, mày không muốn làm con quan, mày muốn làm nông dân à? Tao nói cho hai thằng chúng mày biết, từ nãy đến giờ tao nóng mắt với hai thằng chúng mày lắm rồi. Mày định mày làm gì? Mày làm gì? Tao đã bảo với chúng mày bao nhiêu lần rồi, tránh xa nàng thắm của tao ra. Được, mày nhớ vào tao. Tao nể hôm nay mày là con quan huyện,
Không, tao cho mày một trận rồi. Chúng mày không nể, chúng mày không nể thì chúng mày làm gì hả? Cút, cút ngay. Em cứ tưởng là hôm nay cậu sẽ không cứu em cô. Thắm nói buồn cười thật đấy. Bây giờ Thắm là vợ tôi rồi, tôi làm sao có thể làm ngơ được. Thôi đi. Thôi, Thắm để đấy cho tôi. Cậu Hớn, em đi với, chờ em. Thôi. Thank you.